Hi em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Bạn hay bạn lấy gì anh em ơi? I'll testify for you. Ok, tạm thời là vậy thôi. Cả linh thú nhận thấy tăng 1 sao. Trận này có gì chơi không anh em? Một cái liềm mà hả? Cái liềm một con 2, một con 2T2 anh em ơi. Không uy tín, có chuỗi thắng lắm nên là mình sẽ bán hết đi và hẹn gặp lại anh em sau cái chuỗi thua này nhé. A few moments later. Hai anh em đợi mình sau chuỗi thua mình cũng có mình đang có cũng khá là lộn xộn tướng ở đây. Hai bạn này khá là khỏe này. 91 thì khá là nhiều máu hơn so với mình nên chắc mình sẽ lên luôn thôi nhé. Hai bạn này đi này. Thì phát sau mình sẽ có khả năng ra tướng 3 vàng, 4 vàng các thứ hơn anh em ơi. Đến sớm tí. Này khá khỏe này, con này lên 5 tướng rồi. Oh, I can lose. When I'm with you, how can a smooth always minute time with the invasion? Chắc mình sẽ cho con floor này cầm cái đồ này nhé. Hai floor cầm hai này đi. Thế tạm thời là vậy thôi. Và ám hoàng à, cân nhắc để chơi thử cũng được anh em ơi. Ám hoàng một tí cũng được, làm tí ám hoàng ra sau nhé. Chạy ám hoàng đầu game khá là khỏe. Về bạn này mình thì mình xử mạnh cũng được, không sao này. Nhưng bạn tạp năng này phải thắng này, bạn tạp năng này thua này, thế mất cái cho em, mất cái bảng đáy rồi anh em ơi. Không sao, mình xử bạn này ác liệt phết này, chắc phải trừ một đống, chắc còn 6 mấy 6 7. Mình đang có cái liềm, mình đang muốn chơi thú nhưng mà lại có thêm cái này đang xoay sang hắc ám bán thần gì đấy anh em ơi. Nhưng mà đồ này xấu nhỉ, lấy rất thống khổ không. Đồ này xấu quá anh em ơi. Xấu thậm tệ. Oh, I can lose when I'm with you. How can I snooze away a minute time with the emotions. Đang phân vân giữa đánh thú và đánh ấy anh em ơi. Đánh thú với cả đánh hắc ám. Nhà mấy bạn này yếu ấy. Bạn này chả kích hệ gì này, bạn này chơi để thua. Bạn này chắc bị lag ở game rồi anh em ơi. Bạn này bị quăng game rồi. Gặp hai quả nhà yếu rồi đấy. Đồ ám bán thần. Đa phần mẹ này các cầm Noman để giữ máu thôi.
Chắc phải check thử xem mấy bạn này có đồ gì, tướng gì cho mời mình cân nhắc anh em. Thợ săn quỷ cũng được này, cho thợ săn quỷ vào tí nữa cũng được này. Để bỏ hai bạn này đi này, để hai bạn thú này về này. Không thích chơi này. Mình có một cái ngọc đại, bạn này một cái 40 mana, bạn này hai cái kia một cái đồ 40. Khả năng nhiều bạn ấy hắc ám đấy anh em ơi. Chúng ta khả năng hơi sẽ hơi nghiêng về thú hơn. Hơi nghiêng về thú hơn một chút. Thì cũng chưa biết được điều gì nhưng chưa biết được. Bây giờ lên được level 7 rồi mà lên được floor 2 thì cho thêm hai con này vào cũng khá là uy tín. Ôi con teo. Ôi con teo làm việc tốt thế nhở. Con teo làm việc tốt thế nhở. Ôi con teo được việc thế. Thế bạn đàn teo nát này được việc thế nhở. May là con bio 2 gánh anh em ơi. Teo khỏe phết. Thêm một bạn thú nữa được này anh em ơi, thích bỏ con này đi. Anh em ơi, con thú đi. Roll nhẹ một cái xem ra cái tướng gì hay hay không nhưng mà không ra anh em ơi. Thế thì chúng ta sẽ lên lên luôn được này. Lên luôn giữ chữ thắng đi. Ta lên luôn giữ chữ thắng nhé. Cố gắng để giữ chữ thắng được anh em. Thôi xong rồi mất chuỗi thắng của mình rồi. Vì hồi điên ấy. Hay thế nhờ. Mất công lên 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 sớm. Lỗ hai vàng để giữ chuỗi thắng mà không giữ được. Cay ghê. Giờ ra con floor 2. Bây giờ vẫn đang chờ anh em ơi, nếu mà ra ngọc đại có thể mình xoay ra hắc ám. Còn nếu mà không ra ngọc đại, không ra cái gì, mình ra sách thánh hay ra choi gì thì mình sẽ xoay ngược lại sang sang bài ấy nhé. Bài thú anh em ơi. Vẫn đang chờ đồ đây. Vẫn đang chờ đồ đây. À vừa mất cái chuỗi thắng mình tiếc quá. Ho ho ho. Gì đây, gì đây. Nhưng mà nó ra sát phục mệnh anh em ơi. Ơi giời ơi, nó ra ba con voi nhưng mà nó lại ra giáp hổ mệnh anh em ơi. Hay đánh cung nhỉ? Bao nhiêu bạn đánh cung? 15 con. Đánh được cung đấy. Đánh được cung đấy anh em ơi. Đánh được cung ấy, chúng ta khóa lại một phát nhá. Để xem chuyện gì xảy ra bây giờ nhá. Đã có thể đánh cung được. Có thể đánh cung được anh em ơi, có thể đánh cung được. Trời ơi. Trời ơi. Dễ là làm chuyện cung đi anh em ơi. Mặc dù bây giờ kiếm kiếm yon cũng khổ nhưng mà mình nghĩ là kiếm được. Mình nghĩ là không phải quá khó, mà nhiệm vụ bất khả thi đâu anh em ơi. Nhiệm vụ ok đấy, nhiệm vụ khả thi ấy. Video này chắc boom team mình rồi. Khóa lại đấy nhá, bình tĩnh nhá. Mua luôn cũng được. Em ra đồ gì nhỉ? Được anh em ơi, chơi đi, chúng ta sẽ chơi cung nhá. À, chúng ta sẽ bán với bạn này đây này. Cung VC tạm đã này. Cái này Vera bỏ đi được này. Cung đúng không? Cung đúng không? Cung thủ đỡ đòn đã nhá.
Sát thủ ngắm hoàng lô man teo anát cầm cái này này. Thương có ai có thương không? Không ai có thương đúng không? Không ai có thương đâu này. Uy tín luôn nha. Không có thương luôn nha. Cầm voi ở đây nha. Chơi được anh em ơi. Yon cầm ba đồ này là nó uy tín liền. Yon cầm ba đồ này uy tín liền anh em ơi. Cung thì mình có, mình đang thiếu ba con cung, trong đó có con quan trọng nhất của mình con Yon này, nhưng mà mình sẽ kiếm được từ từ dần dần thôi, là có sẽ có con Yon thôi. Voi trận này mình kiếm được 5 con, có một thẻ tăng sao anh em ơi. Chúng ta trận này có thể có voi ba Yon ba được thoải mái. Trận này không ai đánh Yon luôn này, uy tín luôn nha. Mỗi bạn lại mỗi bạn kia đánh Yon thôi, bạn ấy thì không đáng kể. Mỗi bạn rồi ăn heo. À, chúng ta sẽ bỏ ám hoàng luôn thôi anh em ơi. Kích thêm con văn heo này, kích thêm cung thủ với cũng kích thêm thêm cung thủ các thứ. Hai con này kích thêm hệ cung nữa này. Nhưng mà mang ba Noman khá là ok này, thôi cái đến này đi. Và con rồng kia thì không cần đâu. Yon teo. Ok, tạm thời là vẫn là ok anh em ơi. Voi kẹp lên voi 3 được. Yon vẫn còn rất nhiều Yon anh em ơi, bạn kia bán Yon rồi. Bỏ cuộc rồi, chơi hai con teo anh em ơi. Bạn mình sợ cướp Yon mình nhất thì bạn ấy không chơi Yon nữa rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. How can a snooze away the minute time of the incisions. Chúng ta còn thiếu Hayate với cả con Yon đúng không? Ok được anh em ơi. Chrissy cho vào một con thôi là được lần này. 12 pha sau mình lên nhé, pha sau mình 44 lên là 12 pha sau lên được. Pha sau mình lên mình bán hết mấy bạn này đi luôn, xong rồi cho kiểu gì cũng được 6 cung thôi anh em ơi. Chuyện này không khó để có 6 cung cũng nhẹ nhàng thôi. Tuổi tháng 2 lên tuổi tháng 3 đi. Này floor xiên nhau này, floor mình xiên trước này, floor kia xiên sau này. Floor mình 2 xiên rồi đấy. 3 xiên này. Ok, uy tín anh em ơi, uy tín. Đã là uy tín. Ok, bán thôi anh em ơi, đến lúc phải bán. Sell. Thế này muốn mua nhỉ, bụt nhẹ. Mình có con voi cũng ok nhỉ. Muốn lấy con thên về, ta chơi thên không? Sợ sao quỷ thánh đồ không đủ chỗ anh em ơi, không đủ slot cho thên. Thêm con thên nữa vào không đủ slot. Thêm 2, lập lên thêm 2 luôn cũng được. Nhưng mà kiếm hai con voi nữa cũng dễ mà anh em. Bạn mập này đi này, là không có thêm con voi nào này. Bạn này phải đi Phoenix à. Voi chắc từ từ anh em ơi. Voi chưa lấy được luôn. Chưa lấy con voi được luôn. Ba đồ cho Yon nhé. Và con voi này sẽ cầm hai đồ nhé. Voi rồi. Hai đồ này cho con này không ta? Chơi cái này không ta? Cùng chiến đâu ốc, thợ săn quỷ mình chưa có à? Thêm nữa này. Tính đã anh em ơi, trời ơi, con này phải xử lý thế nào đây? Tạm thời thế này đã nhá, tạm thời thế này đã nhé. VC. Xong rồi khi nào có con Hayate mình sẽ cho hai bạn cung nốt kia vào. Tạm thấy một bạn để thương bên kia kìa, khá nguy hiểm. Bạn ấy mình
Để ý bạn ấy một chút anh em ơi. Để bạn cầm thương bên kia một chút này. Con cát mình có tìm được một phát nữa không? Có, được. Sao thua một chút anh em ơi. Lùi một bước để tiến ba bước. Cho một mình hèn quá nhỉ. Bạn để thương bên kia đúng không? Bạn Vân Kiều đúng không? Ok, mình ghi bạn này nhé. Sát thủ đối thủ nhá. Một đối thủ nhé. Cho đồ này cho con Yon à. Cho con voi à. Không cho đồ này cho con Yon à. Không cho cái liềm này cho này. Không cho con Yon. Không cho cung này. Samuel, Sephira, Windu. Đây rồi anh em ơi. Nó tới rồi. Ok đúng không? Bây giờ bạn để thương bên kia thôi đúng không? Không có bạn nào được cầm thương đúng không? Ok. Ước pha này thôi mình chơi nhé. Cát đứng đây. Còn chưa có thợ săn quỷ rồi anh em ơi. Chúng ta phải có cái con thợ săn quỷ kia. Con von cát này cầm cái liềm này hơi phế này. Cát này cầm mỗi cái liềm kia hơi phế này. Cần phải lên con Yon 2 sớm anh em ơi. Vo con này bỏ thôi. Rất cần con Yon 2 đấy. Chúng ta phải lên thêm một tướng nữa, thêm hai tướng nữa, thêm săn quỷ nữa. Mình uy tín anh em, con tự săn quỷ mình chiến. Con cát này đang không có gì để chơi này. Con cát này đang hơi... đang bỏ con cát đi không? Chưa sách thánh cho con cát đúng không? Hay chúng ta bỏ con cát đi nhỉ? Thêm con quỷ để đi. Trông này uy tín hơn anh em ơi. Thì bỏ con cát đi nhé. Và lên teo hai lên này luôn. Ok anh em ơi. Và bạn thương thì bạn ấy sẽ bắt bên mình đúng không? Mình sẽ né bạn ấy ra. Chọn này bắt đây nhé. Đa phần khá nhiều na cót này anh em ơi. Trông hơi cụm ở một chỗ nhỉ. Trông hơi co cụm một chỗ không anh em ơi. Trông hơi nguy hiểm. À con quy phải đứng gần gần con voi một tí hơn này. Voi voi không muốn ti được. Quy đấm được một phát nó khá đẹp này. Yon sấy được này. Ok Yon sấy hết anh em ơi. Mày quá. Nói chúng ta lên 9 luôn không. Bây giờ chở con Yon này lên khá là lâu. Con voi lại không lên được. Teo đang teo 2 rồi. Nó lên 9 ấy. Lên 9 anh em. Lên 9 thêm con podcast này. Thêm thợ săn quỷ tìm đi rắc nữa. Nhiều thứ cần phải lên. Đang chúng ta nếu mà thua một vài trận nữa chúng ta phải lắp cái này sang một con. Đang lấy con Yon 3 sớm hoặc lấy con gì. À đây có sợ quỷ này. Đang lấy con Yon 3 sớm hay lấy cái gì sớm anh em. Quỷ này cần đấy. Quỷ này cần đấy. Con voi này. Voi đứng chậm một ô đi. Vẫn một thương bên kia rồi không? Gì? Ok, gặp bạn floor này rồi này. Xong pha sau mình đổi lại con teo sang bên kia được anh em ơi. Teo mình pha sau đổi lại sang bên góc bên kia được. Con floor. Thứ khỏe quá. Floor viết các thứ khỏe quá anh em. Không sao, sắp lên 9 rồi. Pha sau ấy, mình đập lên 9 luôn nhé. 16 vàng. 2 vòng là mất thêm 14. 14 cộng 14 nó khoảng 28 nữa. 28 cộng với cả 28 cộng 4 là bằng 32, 32, 32 XP nữa anh em ơi. Sắp lên được rồi. Ok, pha này là hết ấy rồi này. Hết cỡ rồi này. Con voi đứng lên trên cao một chút không? Voi này không lên voi 3 ghê. Một con voi. Các... thêm bạn nữa mình thêm thợ săn quỷ với thêm bạn thêm nhỉ. Thế là... con cắt nó sách thánh cắt gần sách thánh mình cho vào mình tanh được chứ không có sách thánh thì cho vào cũng hơi phế. Trăng ghê con voi mình không multi được nhé. Con voi mình multi được cần thêm tí mana chứ không bây giờ thẻ năng sao này ném cho ai được em ơi. Ném cho von cát à? Von cát thì không có sách thánh. Sách thánh mình ném có khi mình ném cho von cát được để cầm máu trận này. Xoay bài hơi chậm. Thợ săn quỷ.
Không đủ tiền lên anh em ơi, không đủ tiền lên. Tự săn quỷ vào đi. Fuck it bro. Săn quỷ này cầm đồ. Để xong teo nhá. Yeah, cho con quy ba đồ anh em ơi, quên mất quy đã cầm ba đồ. Chôn đẹp thế, chôn gì mà đẹp thế, rồi con thê nó bổ cho. Okay, em sao anh em ơi, chưa thua bạn này đi này, này phải đi này. Phải để lỗi ấy, còn đấy phải cho đổi con thên em, thên nó xuống đấm. Thên mình cũng nhiều đam mà. Không phải nhiều đam mình nó nhiều CC này. Kèo gánh thế. Chắc đúng gánh. Thêm đồ thủ anh em ơi. Thêm một vòng nữa anh em ơi, chắc là sống thêm một vòng nữa. Cho ba đồ có quy nhá. Sĩ thợ săn quỷ, mình muốn thêm một con cát đấy quá. Voi này đang chưa ulti được lắm này. Bây giờ bạn kia, bạn ấy vẫn để thương bên góc kia đúng không? Hay mình xem này, cái con này sang bên này. Teo ulti đẹp anh em ơi. Khỏe điên, khỏe điên. Bạn này đi, hai bạn đi rồi anh em ơi. Rất ok. Vẫn còn cái thẻ tăng sao nhá anh em ơi, vẫn được giữ cái thẻ được tăng sao này. Bạn này gặp mình cũng đi. Ok luôn nhá. Pha bảo con voi này cũng sáng suốt. Voi sớm hơn. Bây giờ thì chắc là cho thêm con voi vào được không nhỉ? Này cho voi. Ba đồ cho voi luôn. Quy không cần đồ đâu. I'll testify for you. Này đi. Voi ulti được rồi này anh em ơi, quy đấm được này. Na có kia không chạm được vào người con Yon mình này, ok này anh em ơi. Agarade chủ lực mình sống được dai phết. Bạn này đi tiếp rồi, mình gục 3 thằng rồi này. Em mình gục 3 đạn rồi này. Yon 2 luôn anh em. Chưa phải Yon 3. Chưa phải Void 3. Chưa phải gì luôn. Gục 3 bạn rồi. Bây giờ cần thêm bạn đi rắc. Richter à. Richter cũng được nha. Richter cũng tạm được nha. Bây giờ mình nhìn đang này đi. Xong rồi 3 đồ cho Q anh em ơi. Đồ đồ cho Q. Bạn này vẫn để thương bên kia anh em. Quyết tâm để thương bên kia. Hilu. Hilu mình gặp thợ săn quỷ anh em ơi. Mình thợ săn quỷ mà. Sợ gì con Hilu này. Ôi trời ơi, khỏe điên, khỏe điên. Sợ gì Hilu anh em ơi, sợ gì Hilu. Bạn này cũng đi mình luôn. Rồi xong rồi. Xong rồi. Rồi xong rồi. Ê nhưng mà con voi này không lên được. Không lên được tiếc nhỉ. Hay bán voi đi không? Trận này đánh thợ săn cũng được. Tại trận này không có cái đồ gì lắm. Bán voi đi. Đã để dành tiền để mua thêm các con khác nhá anh em nhé. Đã thể lên được rất nhiều con nếu mà chúng ta tiết kiệm tiền. Chỉ cần chúng ta tiết kiệm tiền thôi chúng ta lên được rất nhiều con. Mình ra trước này.
Con khác này sẽ đứng góc này, con này sẽ đứng góc kia. Con Richter sẽ đứng giữa. Ok, khá là ok. Richter đứng giữa. I'll testify for you. Bán voi hơi sớm nhỉ? Thế là mình có thể chờ xem mình có ra thẻ tăng sót tướng không được mà. Voi hơi sớm. Hơi sớm. Không nhưng mà quả đấy bán voi thêm tí tiền, tìm được 2 vàng rồi. Bán voi hơi sớm biết đâu lên voi 3 được thì sao? Sao kiên nhẫn hơn tí. May quá, ừ nhưng mà đủ kia cho voi cũng ok quá nhở. Không sao anh em ơi. Ờ, bây giờ chúng ta cần một con D-Rap chính là nó. À, chứ mình chưa trách tướng đâu anh em ơi, mình có thể tăng sót tướng mình chưa biết ném cho ai ấy. Nakot bên này làm việc tốt phết nhỉ. Nhìn cái Nakot này một chút anh em ơi. Ta này mình chưa trách tướng đâu ấy. Lỗi nhiều lắm. Đang chờ cái Yon 3 nhỉ. Đang chờ cái Yon 3 nữa. Thằng này không lên được Yon 3 mà phải lên Q3 hay cái gì đó. Hay. Mặc dù mình thích Yon 3 nhất anh em ơi. Thêm sách thánh. Sách thánh Choi cũng được, Choi cho phong cách. Gắng tí nào anh em ơi, gắng con Yon, hai con Yon nữa thôi mà. Đi mà, please. Không được à anh em. Please anh em đây, please. Có rồi anh em ơi. Con Yon 3 của mình rồi. Cái trận này thua phát nhỉ, không thua được không ta? Thua lắm, mình đồ mình xịn lắm. Con Yon này, cái này cho con Yon này. Dở anh em ơi, không lên được con Yon 3 à? À đây. Ê, thế này vẫn còn là Yon 3 nhá. Một con giòn 3 fake anh em ơi. Nhưng mà không sao cả. Ok, vậy thôi. Mình đến đây chắc kết thúc rồi. Chẳng hiểu sao thắng thôi. Đội hình quen quen này mà trông nói thắng này. Thế quả đấy có đồ cho con voi đấy. Thể lắp con voi vào được này. Nhưng mà trận này đến thượng gian quỷ cũng khá là ok. Bởi vì trận này có bán thần. Trận này mình gặp một bạn cầm bán thần. Rồi bạn kia thì hắc ám. Nên là nó cũng counter được cái này là đánh thợ săn quỷ thì ok hơn là đánh voi trận đấy. Nhưng mà nói chung là vậy thôi anh em ơi, vid mình đây cũng kết thúc rồi. Bạn thích tiếp trên thì cứ like, subscribe và comment xuống dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Ok, bye bye.